Có lẽ tên tuổi của Roberto Gojuta được khá nhiều người biết đến như là một trong những doanh nhân thành công nhất thế kỷ 20 với việc đưa giá trị cổ phiếu của công ty do mình điều hành lên gấp 40 lần trên thị trường chứng khoán. Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn chân dung và câu chuyện thành công của Roberto Gojuta, người đem lại vinh quang cho Coca-Cola. Roberto Gojuta được ví như thuyền trưởng tài ba, khéo léo lại léo con thuyền Coca-Cola vượt qua những thách thức khó khăn nhất để tiến tới những bước phát triển mới. Thứ nhất, thành công bắt đầu từ sự ổn định. Roberto Gojuta sinh ra trong một gia đình nông dân làm nghề trồng mía tại Cuba. Cuộc sống khó khăn đã khiến Gojuta quyết tâm trau dồi vốn tiếng Anh của mình thông qua việc xem những bộ phim và sách truyện. Năm 1954, sau khi tốt nghiệp trường đại học Yale danh tiếng tại Mỹ với tấm bằng kỹ sư hóa học, Roberto Gojuta trở về nhà và bắt đầu sự nghiệp của mình trong công ty gia đình. Cuộc đời của ông bắt đầu thay đổi kể từ khi Roberto Gojuta được nhận vào làm tại chi nhánh của Coca-Cola ở Cuba. Năm 1961, Roberto Gojuta quyết định rời tổ quốc để sang Mỹ, tìm vận may khi chỉ có vỏn vẹn 100 cổ phần của Coca-Cola trong tay. Bước chân đến Mỹ, Roberto Gojuta vẫn làm việc tại Coca-Cola, nhưng chỉ là ở một chi nhánh tại Florida. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của mình, chưa đầy 2 năm sau đó, Roberto Gojuta đã được bổ nhiệm vào chức quản lý của chi nhánh này. Đến năm 1963, ông chính thức đảm nhiệm vị trí điều hành phòng thí nghiệm của tập đoàn Coca-Cola. Tin tưởng con người tài năng này, ban lãnh đạo Coca-Cola đã chỉ định Roberto Gojuta cùng một kỹ sư nữa được độc quyền ghi nhớ công thức pha chế bí mật nước ngọt của hãng. Tiếng tăm của Gojuta thực sự được mọi người biết đến khi ông được giám đốc điều hành Coca-Cola lúc đó là Robert Woodruff chú ý và tin tưởng. Gojuta được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch của hãng vào năm 1979. Đến năm 1981, Roberto Gojuta được chính thức đảm nhiệm chiếc ghế CEO của hãng Coca-Cola. Thứ hai, đưa Coca-Cola có bước nhảy vọt thần kỳ. Với khối óc của một nhà lãnh đạo và tình yêu với Coca-Cola, ngay từ buổi ban đầu, Gojuta đã nhận ra rằng cần có một sự thay đổi tích cực cần thiết cho công ty vì Coca-Cola đã quá cổ hủ. Ông nói rằng, nó đã chỉ tạo cho chúng ta một chút nhỏ thay đổi, mà đáng ra nó phải thay đổi nhiều hơn thế. Thế giới thì đang thay đổi, còn chúng ta thì chẳng thay đổi theo nó. Rồi ngay lập tức, ông đã bắt tay ngay vào công cuộc thay đổi. Và ông hiểu rất rõ rằng, khả năng lãnh đạo thay đổi tích cực sẽ trở thành khả năng tối thượng của một nhà lãnh đạo. Hay nói một cách khác rằng, khả năng lãnh đạo của ông được đo bằng khả năng thiết lập sự thay đổi tích cực và ông phải chứng tỏ mình bằng khả năng thay đổi đó. Ông đã thực thi sứ mạng ấy bằng công việc tập hợp tất cả những sáng kiến, ý tưởng của ban lãnh đạo bằng một lời hứa rằng chúng ta sẽ đương đầu với nó. May mắn đã tới với ông và những nhà đầu tư cho Coca-Cola. Kể từ năm 1981, năm ông lãnh trách nhiệm tập đoàn Coca-Cola, ông đã đem lại một sự giàu mạnh cho cổ đông hơn tất cả những giám đốc trong lịch sử công ty. Theo báo cáo thống kê của công ty, tổng kết quả cổ phiếu của Coca-Cola đã tăng trên 7.100% trong thời gian lãnh đạo công ty của ông. Tức là nếu $1,000 đầu tư cho Coca-Cola khi Gojuta nằm vị trí lãnh đạo thì hôm nay đã trở thành $71,000 bao gồm cả tái đầu tư. Một con số thật là đáng ngưỡng mộ. Không những thế, riêng bản thân ông đã là chủ của gần 16 triệu cổ phiếu công ty và điều đó đã đưa ông trở thành vị quản lý liên doanh đạt được địa vị tỷ phú đầu tiên của Hoa Kỳ. Trong thời gian nắm quyền của mình, Roberto Gojuta đã đưa một số biểu tượng của một số nền văn hóa và kinh doanh Mỹ thành một chiếc máy hái tiền với doanh thu hàng năm lên đến $19 tỷ. Đây là lời nhận xét của Warren Buffett khi nói về Roberto Gojuta. Không phải là sự ưu ái dành cho ông, mà thực sự một Roberto ngoài đời thực với nét giản dị và dễ mến. Chính vì vậy, phong thái của ông gần giống như một nhà nghiên cứu hơn là một nhà kinh doanh.
Roberto Goizueta còn là cha đẻ của chiến lược xanh, giảm số lượng nước giải khát Coca-Cola đóng hộp để bảo vệ môi trường. Chiến lược này hiện nay vẫn rất là thành công. Coca-Cola đã xâm chiếm mạnh mẽ hai thị trường truyền thống của Pepsi là Ấn Độ và Nga. Có lần ông đã nói, suy nghĩ toàn cầu và hành động toàn cầu. Từ tư tưởng này, ông đã lãnh đạo mọi người trong công ty của ông xây dựng một Coca-Cola thành một trong những công ty lớn nhất thế giới. Trong thời gian của ông, Coca-Cola đã trở thành công ty lớn thứ hai trên thế giới về giá trị lợi nhuận. Coca-Cola đã vượt lên trên cả về những ngành công nghiệp xe hơi, công nghiệp dầu khí, Microsoft, Walmart. Công ty của ông chỉ đứng sau General Electric. Goizueta luôn năng động với các công việc từ thiện. Ông là một trong những thành viên sáng lập tổ chức từ thiện lớn nhất nước Mỹ là Pond of Life. Ông còn là người tận tâm với công việc cũng như với các cổ đông, đồng thời bị quan tâm đến chính sách, trọng dụng nhân tài và bảo vệ lợi ích của người lao động. Với Goizueta, ông đã dành cả cuộc sống này hăng say cống hiến để thiết lập một sự ảnh hưởng đối với mọi người. Ông là con người của sự khôn ngoan, tầm nhìn rộng và giàu lòng bác ái. Nếu thành công không phải được định giá bởi những gì chúng ta tiến về phía trước, mà là được định giá bởi những gì chúng ta để lại phía sau, thì Roberto Goizueta xứng đáng là một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh thành công nhất thế giới. Sự ra đi đột ngột của ông đã để lại cho thế giới niềm thương tiếc vô hạn, nhưng những bài học mà ông trao gửi đến thế giới sẽ sống mãi với thời gian. Trên đây là câu chuyện về Roberto Goizueta, một trong những giám đốc điều hành thành công nhất trong lịch sử. Nếu thấy câu chuyện truyền cảm hứng đến bạn, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Làm Giàu Từ Kinh Doanh cũng giới thiệu đến bạn cuốn sách Marketing Giỏi Phải Kiếm Được Tiền của Sergio Zimmerman. Cuốn sách là tổng hợp của những thập kỷ học tập của Sergio Zimmerman để cho ra đời những chiến dịch, chiến thuật và quy trình vô cùng ngoạn ngục. Một cuốn sách mà khi lật dở đến trang cuối cùng, bạn sẽ hiểu được marketing thực sự là gì, làm thế nào để marketing hiệu quả và kiếm được tiền. Để tìm hiểu thêm về cuốn sách này, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.